4 nhà nhập khẩu khí đốt và 10 công ty châu Âu ngoan ngoãn tuân thủ các điều khoản thanh toán bằng đồng rúp. Các bạn thân mến, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ đã dẫn dắt đồng minh châu Âu thực hiện các biện pháp tẩy chay năng lượng Nga. Dù nhiều chuyên gia cảnh báo, điều này sẽ gây thiệt hại không nhỏ. Và đúng là như vậy, các nước EU đang loay hoay tìm cách giải bài toán phụ thuộc năng lượng của Nga, đặc biệt là sau khi Ba Lan và Bulgaria bị Nga thỏa mãn tham vọng cự tuyệt khí đốt hôm 27 tháng 4. Liên minh châu Âu hiểu rằng Mỹ chính là kẻ đang chọc gậy bánh xe, hòng làm cả EU lẫn Nga suy yếu. Nhìn chung, họ vẫn phải tự tìm cách cứu lấy mình trước khi Mỹ đạt được mục đích. Hãng tin Bloomberg cho biết, từ khi Nga cắt đứt nguồn cung khí đốt của Ba Lan và Bulgaria, 4 nhà nhập khẩu khí đốt và 10 công ty châu Âu ngoan ngoãn tuân thủ các điều khoản thanh toán bằng đồng rúp. Điều này xảy ra khi nguồn cung cấp cho Ba Lan và Bulgaria đã bị cắt sau khi họ từ chối tuân thủ chương trình thanh toán mới. 4 nhà nhập khẩu khí đốt châu Âu đã bắt đầu tuân thủ các điều khoản thanh toán bằng đồng rúp của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một diễn biến khác, 10 công ty châu Âu cũng đã mở tài khoản tại Gazprom Bank, một yêu cầu để thanh toán bằng rúp, cho thấy họ có thể có ý định tuân thủ các quy tắc thanh toán mới. EU lập luận rằng việc chuyển sang đồng rúp sẽ vi phạm các hợp đồng hiện có và vi phạm các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Nga lại cho rằng cơ chế thanh toán bằng đồng rúp được đề xuất tuân thủ tất cả các luật và hợp đồng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen nói rằng thanh toán bằng đồng rúp mà không được đề cập trong hợp đồng là vi phạm các lệnh trừng phạt. Khoảng 97% các hợp đồng quy định rõ ràng về các điều khoản thanh toán bằng euro hoặc đô la. Các công ty có hợp đồng như vậy không nên đồng ý với các yêu cầu của Nga. Tuy nhiên, cho đến cuối tháng 5, việc cắt giảm sẽ càng gay gắt hơn khi đợt thanh toán tiếp theo từ các nhà nhập khẩu châu Âu đến hạn. Cho đến thời điểm hiện tại, các thành viên trong khối Liên minh châu Âu-EU đang có sự chia rẽ, lần lượt rủ nhau quay lưng lại sự thúc giục của EU trong công cuộc đối đầu năng lượng với Nga. Cũng phải thôi, mùa hè châu Âu thì ngắn, mà mùa đông thì kéo dài, lạnh quá thì làm sao mà chịu được. Có thể thấy trong vấn đề này, EU được chia thành hai phe, các quốc gia thuộc châu Âu mới, những nước mới gia nhập EU và châu Âu cũ. Phần lớn các quốc gia thuộc châu Âu cũ sẽ chuyển sang cơ chế thanh toán mới, tức là đồng ý với điều kiện của Nga như Đức, Áo, Hungary, trong khi các nước EU mới sẽ yêu cầu tuân thủ nguyên tắc đoàn kết và bồi thường thiệt hại kinh tế do suy giảm công nghiệp của họ hoặc yêu cầu được cung cấp khí đốt, ví dụ như Ba Lan. Từ đây, người ta đặt ra câu hỏi rằng, không biết trong cuộc khủng hoảng lần này của EU, Đức, cường quốc hàng đầu châu Âu, sẽ còn phải gánh còng lưng những anh em đồng minh như thế nào nữa? Chẳng phải nói đâu xa, ngay chính chủ của những biện pháp cứng rắn của Tổng thống Putin cũng phải lên tiếng. Cụ thể, sau khi bị Nga cắt nguồn cung khí đốt vào ngày 27 tháng 4, chưa đầy 24 giờ sau, Bulgaria, quốc gia phụ thuộc đến 90% và nhập khẩu năng lượng từ Nga, đã ngay lập tức phải quay xe, đang có mong muốn thỏa thuận lại với Nga. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Bulgaria Cornelia Ninova cho biết, các doanh nghiệp Bulgaria muốn quốc gia này có thể nối lại các cuộc đàm phán với Gazprom sau khi tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho nước này. Chúng tôi đề xuất rằng, đến lúc đó, giá khí đốt nên được giữ nguyên hoặc giới hạn ở mức của chúng trong hợp đồng với Gazprom. Đồng thời, sự chênh lệch với giá cao hơn các nguồn cung cấp thay thế sẽ do nhà nước Bulgaria chi trả. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Bulgaria Cornelia Ninova nói hôm 28 tháng 4. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Bulgaria Kirill Petkov còn rất mạnh miệng khi nói đất nước có đủ nguồn cung khí đốt cho hơn một tháng nên không có gì thay đổi, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ không chấp nhận các điều khoản của Nga về xuất khẩu khí đốt. Hôm 27 tháng 4, Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria. Tập đoàn Gazprom cho biết đã gửi thông báo tới hai công ty năng lượng là Bulgagas của Bulgaria và PGNiGy của Ba Lan về việc ngừng cung cấp khí đốt. Thông báo nêu rõ quyết định sẽ có hiệu lực cho đến khi các khoản thanh toán được trả bằng đồng rúp theo đúng sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Sau khi Bulgaria và Ba Lan bị Nga cắt khí đốt, Hungary và Áo tính đường tự cứu mình. Reuters đưa tin, sau khi Nga cắt khí đốt của Bulgaria và Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjártó đã lên Facebook thông báo tình hình hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Hungary. 85% nguồn cung cấp khí đốt và 65% nguồn cung cấp dầu của chúng tôi đến từ Nga. Tại sao?
vì điều này đang được quyết định bởi cơ sở hạ tầng. Điều này không phải để nói cho vui, chúng tôi không lựa chọn tình huống, Ngoại trưởng Hungary nói hôm 27 tháng 4. Ông Szijjártó nhấn mạnh không có nguồn hoặc là lộ trình thay thế nào để Hungary có thể ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga trong vài năm tới. Yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp đã khiến những khách hàng mua khí đốt của Nga bối rối. Họ lo ngại sẽ phải trả tiền cho mặt hàng này bằng đồng nội tệ của Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Szijjártó tiết lộ rằng chính phủ Hungary sẽ trả giá khí đốt bằng đồng euro chứ không phải là đồng rúp. Sẽ có cách để Hungary biến euro xuất ra thành rúp để trả cho công ty Gazprom. Szijjártó giải thích, chúng tôi đã tìm ra một giải pháp cho phép chúng tôi chuyển tiền mua khí đốt bằng đồng euro vào tài khoản đồng euro của chúng tôi tại ngân hàng Gazprom. Ngân hàng này sẽ chuyển đổi thành đồng rúp và đồng rúp sẽ được chuyển cho công ty Gazprom. Tài liệu được Ủy ban châu Âu công bố tuần trước khuyến nghị rằng có vẻ như có thể thực hiện quy định mới này của Nga mà không mâu thuẫn với luật trừng phạt của EU. Theo các chuyên gia về lệnh trừng phạt, hệ thống thanh toán của Nga cho phép Moscow tiếp cận tiền thu được từ năng lượng, bất chấp các lệnh trừng phạt đối với ngoại tệ. CNN cho rằng kế hoạch này mang lại lợi thế chính trị cho Tổng thống Nga Putin khi ông buộc các công ty thanh toán bằng đồng rúp. Hãng thông tấn TASS của Nga hôm qua đã dẫn lời một nguồn tin từ quan chức EU nói rằng khối có kế hoạch tăng đáng kể việc mua khí đốt tự nhiên của Nga thông qua các quốc gia sẵn sàng thanh toán bằng đồng rúp để đảm bảo Ba Lan và Bulgaria không bị thiếu hụt. EU hiện nay chưa có bình luận gì về thông tin này. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán được coi là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 nước thành viên EU. Hungary cũng là nước EU đầu tiên mua vaccine COVID-19 do Nga sản xuất, dù cơ quan quản lý châu Âu chưa phê duyệt vaccine này. Nhiều nước EU tuyên bố sẽ không thanh toán bằng đồng rúp và cho đến hôm nay, một số nước dù không trả trực tiếp bằng rúp nhưng lại tìm bên thứ ba đổi hộ từ euro sang rúp để lách luật như Hungary và Slovakia. Trong số các nước thành viên của Liên minh châu Âu, ngoài Hungary thì còn có Áo đồng ý thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp, thậm chí là Đức cũng có khả năng chấp nhận mua khí đốt của Nga theo yêu cầu này. Trong động thái mới nhất, hôm 27 tháng 4, Thủ tướng Karl Nehammer tuyên bố Áo sẽ chấp nhận cơ chế thanh toán khí đốt mới bằng đồng rúp cho Nga và sẽ tuân theo cơ chế này. Ông lưu ý, công ty năng lượng quốc gia OMV đã chấp nhận các điều khoản thanh toán. Tuy nhiên, quá trình thanh toán phải tuân theo các điều khoản của lệnh trừng phạt. Đối với chúng tôi, điều này rất quan trọng. Ông Nehammer nói trong một cuộc họp báo và nhấn mạnh Áo vẫn sẽ ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Thưa các bạn, việc năng lượng bị ảnh hưởng không chỉ là vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt mà nó còn gây ra rất nhiều hệ lụy nguy hiểm. Điển hình như trước bối cảnh lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng có thể xảy ra và suy thoái kinh tế ở châu Âu, đồng euro đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 5 năm so với đô la Mỹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tính đến 11 giờ 01 phút sáng ngày 28 tháng 4, tỷ giá hối đoái euro đô la đã giảm xuống 1,061 đô la so với mức đóng cửa trước đó là 1,0636 đô la. Đầu phiên giao dịch trong ngày, chỉ số này đã giảm xuống 1,0586 đô la, lần đầu tiên giảm xuống dưới 1,06 đô kể từ tháng 4 năm 2017. Đồng euro suy yếu thêm sau khi tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria vì họ từ chối thanh toán bằng đồng rúp, dẫn đến sự không chắc chắn về an ninh năng lượng của khối. Đâu chỉ có vậy, nó còn khiến giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng vọt một cách bất thường. Dù bị nhiều khách hàng phương Tây tẩy chay, nhưng mặt hàng dầu mỏ ở Nga vẫn đạt tốc độ kỷ lục trong tháng 4 và dự đoán doanh thu từ hoạt động này có khả năng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Với các động thái mà trước đó nhiều đài báo đã đưa tin, phương Tây đang phải vật lộn với cơn nghiện khí đốt Nga khi mà EU đã thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đặc biệt là năng lượng, thực sự chỉ là muỗi đốt inox và chỉ càng làm có lợi cho Nga và gây thiệt hại cho phần còn lại của thế giới. Thì cái giá mà phương Tây phải bỏ ra cho việc mua khí đốt của Nga là rất đắt, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đài RT của Nga dẫn nguồn dữ liệu từ sàn giao dịch ICE của London cho biết, vào sáng ngày 27 tháng 4, giá hợp đồng khí đốt kỳ hạn giao vào tháng 5 trên trung tâm TTF có trụ sở tại Hà Lan đã tăng 1.374 đô trên 1.000 mét khối, tương đương với gần 125 đô trên 1 MWh, theo mức giá hộ gia đình.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Liên minh châu Âu đã chuyển cho Nga 47 tỷ euro tiền mua năng lượng. Với giá cao kỷ lục, giá trị xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang Liên minh châu Âu đã tăng gấp 2, từ 220 triệu đô hồi tháng 2 lên đến 545 triệu đô trên một ngày. Trước cuộc tấn công, Nga cũng đang xuất khẩu dầu trị giá hàng trăm triệu đô mỗi ngày sang châu Âu. Doanh thu từ dầu và khí đốt của Nga năm 2021 trị giá 9,1 nghìn tỷ rúp. Vào tháng 1 năm nay đã quy đổi thành 119 tỷ đô và gấp nhiều lần vào các tháng tiếp theo. Con số đó chiếm 36% ngân sách nhà nước. Có thể thấy rằng, dù thể hiện quyết tâm cai nghiện năng lượng của Nga, nhưng cho tới nay vẫn chưa thể hoàn toàn thực hiện. Bởi ngoài việc khó khăn trong tìm kiếm và thay thế nguồn nhập khẩu năng lượng, thì phần lớn đều tập trung vào sự chịu thương chịu khó của người dân châu Âu, như kiểu rét quá thì phải mặc thêm áo, không có nước nóng thì phải tắm bằng nước lạnh, rồi phải chịu cảnh cắt điện luân phiên. Nhưng mà sướng quen rồi thì khổ có chịu được đâu. Trong thời gian tới, theo nhiều nguồn tin, để sửa chữa lỗi lầm của mình, phương Tây sẽ chuẩn bị tung ra gói trừng phạt thứ 6, tập trung vào việc áp lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, thiết nghĩ châu Âu cần phải tính toán hơn nữa, vì không khéo lại gậy ông đập lưng ông thì chẳng ai cứu được. Theo lẽ thường, xuất khẩu suy giảm sẽ đi cùng với cắt giảm sản lượng và Moscow sẽ là bên cảm nhận rõ tác động này, một cảm nhận không mấy dễ chịu. Thế nhưng, một lệnh trừng phạt toàn diện, tức thời đối với dầu thô Nga thậm chí còn khiến EU khó chịu hơn nhiều, bởi cần có thêm thời gian để tìm kiếm, tiếp cận nguồn cung thay thế. Chính phủ nhiều nước châu Âu đã và đang áp dụng nhiều biện pháp để hỗ trợ người tiêu dùng trong nước trước việc giá nhiên liệu tăng cao, nhất là mặt hàng xăng dầu. Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha đã bỏ ra một khoản ngân sách lớn để bù giá đối với xăng và dầu diesel. Còn Hà Lan thì tiến hành giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu để kìm giá. Mọi giải pháp này sẽ như muối bỏ bể nếu EU áp lệnh trừng phạt toàn diện đối với dầu thô nhập khẩu từ Nga. Quan trọng hơn, EU sẽ phải tìm nguồn cung thay thế đối với 3 triệu thùng dầu và nhất định là phải tìm được sớm. Khu vực này đang mua dầu của Mỹ nhưng sẽ phải tăng mua nhiều hơn, nhanh hơn. Một việc làm không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh không có bất kỳ đường ống dẫn dầu nào xuyên qua Đại Tây Dương. Đó chính là lý do cho tới thời điểm hiện tại, EU vẫn chưa thể đạt được đồng thuận nội khối về cấm vận dầu mỏ chống Nga. Người Nga tuyên bố, hàng hóa là của chúng tôi, chơi luật rừng, giờ bị chơi lại thì ráng mà chịu lạnh. Nhưng thôi, dẫu sao vẫn đang là mùa hè, dùng ít khí đốt đi cũng được. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.